cả. Chỉ có nỗi sợ bảo vệ tao tránh xa tâm lý nội tâm ẩu đả. Không cần biết sâu nữa sẽ là sao, nhưng tao vẫn luôn giữ lấy nỗi sợ và ta thường cùng dùng chung một câu ca. Chân thật ra nào, tao không cần mày thứ nhỏ cái thứ cảm xúc tồi tệ là tao. Tao chỉ là thứ làm mày thu hẹp bản thân với những điều tốt đẹp ngoài kia mày một khát khao. Tao đặt bàn với chuẩn bị người khác xa lắng, còn mày ở đây nó mới tự về tao. Mà tao thì tao khinh, trên tao thì tao thích, thì dù gì tao cũng là thứ thế giới đi không muốn có nhất. Một thằng mày nghĩ tao và mày là hai thằng bạn thân, đó là mày ngồi nhận chứ thật sự mày chỉ là thằng nạn nhân. Mày còn nhớ chứ lúc mày 3 tuổi mày bị ba chửi, tao là người đầu tiên bên cạnh an ủi. Mày mới chẳng đừng để ý tao mà sao giờ này mày lại tôn thờ là sao. Tới tất cả cảm xúc mày có đều là giả tạo, thì mày là thằng tao bao nó sao nó láo bắt vô từ đâu. Nên rồi mày có dũng khí thì lại nói thật với tao ha. Cái thằng lão nháo mẹ kiếp, tao giúp đỡ chỉ chở mày khi nào tự bản thân mày thích rồi căng cái bác bạn bè là tao. When you were a kid you had bad things happen, I came to see you every night. And when you dream of the power of nights, I bake a cake to see you side by side. Mày sẽ bỏ trách nhiệm với những gì mày kể ra bởi những đòi tách riêng. Ừ thì mà cũng nhớ những chuyện hồi ức của tao lúc giả từng hiền. Có một phiền nào tao sợ chứng kiến, tất nhiên là không. Mày xuất hiện làm cho tao tức điên, mày rất phiền, tao mất sức chiến đấu với mày. Đúng mà ba mẹ không dám để cho tao xuất viện. Giờ mày là chất kiện kia, mày kia cất tiếng tao. Mày chim đất diễn hay vậy cũng bảo cho người tao có trách riêng. Mày kia tao e dè mọi chuyện từ gia đình đến mê tiền bạc. Nhưng không ơn đã bảo tao khỏi diễn mở duyên. Cái gì lúc tao và mày gây chuyện liên miên, nhưng là nói chuyện với nhau khi nhà mất điện. Và mày tao bật tắt thì tự nhiên mày tắt biến. Mày lắc đi nó chuyện gì tới nguyên dù bước chiến dù nguy hiểm mà chim miếng về chim diện tới chim viên. Xong cái tiếng mày tin nhiệm tao chất điện cho mình diễn liên thiên chuyện phím đời chuyện miệng mà không chuyên nghiệp thoát hiểm kiếm tiền. Mày liên diện là tao liền diễn kiến cũng nên đến thời điểm tao và mày kiểm điểm để biết được khiếm khuyết để rồi bao câu từ trong đầu tao và mày biết tiếp. Hay ta sẽ để những diễn biến tiếp diễn, ta sẽ không được như bây giờ nếu mày không xuất hiện. Có thể cuộc sống ta tốt hơn như là thấy trống khi mày tan biến. Cuộc sống có vẻ an yên nhưng lại không có gì để tao tan phiền. Một mình ta làm sao mà quen duyên, nếu mà mày là người thật thì tao với mày đã đang duyên. When you were a kid you had bad things happen, I came to see you every night. And when you dream of the power of nights, I make a candle to you side by side. What else do you want to know about me or my fear? My fear is dead because of me. He is the most potent for a moment. A human in this world, me and him is friend. Gotcha. When you were a kid you had bad things happen, I came to see you every night. And when you dream of the power of nights, I make a candle to you side by side. When you were a kid you had bad things happen, I came to see you every night. And when you dream of the power of nights, I make a candle to you side by side. Okay, sẽ tạm thời ta là trong cơ thể của mày một thời gian nữa, và ta chắc chắn ta sẽ không bao giờ chết trong cơ thể của mày được một thằng nhóc.